Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem những bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những tin chính có trong chương trình. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 27 tháng 6 năm 2023. Thưa quý vị, mưa to gió lớn, động đất, vỡ đê, vỡ đập tiếp tục xảy ra đối với nhiều tỉnh thành của phía Trung Quốc, khiến cho chính quyền ông Tập Cận Bình không biết phải làm sao. Hôm qua, nhà nước Trung Quốc cho biết, ông Tập Cận Bình nói rằng tình trạng mưa bão lũ lụt ở Trung Quốc là vô cùng nghiêm trọng. Tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo rất nổi tiếng của phía Trung Quốc hôm qua, đã trích dẫn lời người phát ngôn đứng đầu nhà nước Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình nói rằng tuyên bố tình trạng lũ lụt tại các tỉnh là vô cùng nghiêm trọng, khi các đập bị vỡ hàng loạt và nước sông thì tràn lên bờ, khiến cho thiệt hại là không thể đong đếm được bằng tiền. Một số hồ chứa đã bị vỡ, gây ra thương vong và thiệt hại về tài sản. Tình hình lũ lụt đang vô cùng nghiêm trọng. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã dẫn lời ông Tập vào ngày hôm qua như vậy. Trong những ngày vừa qua, mưa lớn đã gây ra lũ quét và ngập lụt tại tỉnh Hà Nam, quan chức thành phố Trịnh Châu và nhiều thủ phủ ở nhiều tỉnh thành phía Nam, phía Đông cho biết ít nhất đã có 12 người thiệt mạng và 5 người bị thương do lũ lụt. Trung Quốc đã phải nâng mức báo động lũ từ cấp 3 lên cấp 2 để đối phó với cả khủng hoảng. Tại sao Trung Quốc lại nâng mức cảnh báo từ cấp 3 lên cấp 2? Kính thưa quý vị, mực nước dâng cao cũng khiến hệ thống giao thông của hàng chục thành phố khác như Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Hồ Nam, Vân Nam, Vũ Hán, Quảng Đông, Quảng Tây, Thâm Quyến, Thượng Hải đều bị tắc nghẽn. Thành phố Trịnh Châu đã phải dừng hoàn toàn các hoạt động tàu điện ngầm từ hôm qua sau cơn mưa với lưu lượng 200mm chỉ trong vòng 1 giờ. Khoảng 1 triệu người dân ở tỉnh Phúc Kiến và Giang Tô đã phải di tản gấp trong đêm ngày hôm qua. Hàng nghìn binh lính, cảnh sát, dân quân Trung Quốc đã được điều động để giúp đỡ người dân đến những nơi an toàn để trú ẩn. Người ta cho rằng đây chính là nhân quả báo ứng mà Trung Quốc đang gặp phải và dường như là mẹ thiên nhiên và đấng tối cao Đức Chúa Trời vẫn ra tay vùi dập Trung Quốc để trả thù cho các nước trên thế giới. Hôm qua, kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết quân đội của nước này đã cảnh báo mưa lũ khiến cho con đập mang tên Giang Tô ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam xuất hiện nhiều vết nứt dài tới 200m. Con đập có thể đã bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Quân đội và cơ quan cảnh báo khí tượng thủy văn nhà nước Trung Quốc cảnh báo rằng Trung Quốc đang phải đối mặt với mùa hè với những cơn mưa và cơn bão vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, tình trạng đô thị hóa, xây dựng đập tràn lan và chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông thôn được cho là khiến tình hình mưa lũ Trung Quốc gặp những vấn đề vô cùng tồi tệ. Hôm qua, một con đập thứ hai ở tỉnh Vân Nam của phía Trung Quốc tiếp tục bị vỡ và nhấn chìm toàn bộ vùng hạ lưu, khiến cho 80 triệu dân phải di tản suốt trong đêm ngày hôm qua. Nhà nước Trung Quốc ra tuyên bố rằng sẽ tiếp tục cho phá vỡ một số tuyến đê để cứu một vài con đập. Hiện con đập lớn nhất của phía Trung Quốc mang tên là đập Tam Hiệp vẫn chưa bị vỡ. Nhưng các quan chức cấp cao nhà nước Trung Quốc cảnh báo rằng nếu cứ tình trạng mưa to, gió lớn, bão tố xảy ra như thế này thì nhiều khả năng siêu đập Tam Hiệp cũng sẽ bị vỡ. Và khi nó vỡ, nó sẽ nhấn chìm toàn bộ Bắc Kinh ra ngoài Biển Đông. Trên bản đồ thế giới sẽ không còn tên Trung Quốc nữa, khi đó Trung Quốc sẽ bị xóa sổ và đây là một điều vô cùng đen tối cho chính quyền ông Tập Cận Bình, nhưng lại là thông tin rất vui cho nhiều nước trên thế giới. Kính thưa quý vị, cơ quan thời tiết nhà nước Trung Quốc đã phải đưa ra mức cảnh báo cao nhất đối với các tỉnh như Hà Nam, Hồ Bắc, Vũ Hán, Sơn Đông, Sơn Tây. Vì những trận mưa lớn gây gián đoạn nhiều, hoạt động trên diện rộng, nhiều người đã phải sơ tán ra khỏi những khu vực bị ngập nghiêm trọng. Lũ lụt thường xảy ra trong mùa mưa ở Trung Quốc, cuốn trôi đường xá, hoa màu và nhà cửa. Theo trang mạng TikTok, một trong những trang mạng rất nổi tiếng của phía Trung Quốc đăng tải những hình ảnh và những đoạn video cho thấy rằng đường xá bây giờ đã biến thành sông thành ngòi. Tất cả các vật dụng cá nhân của người dân đều trôi lênh láng xuống sông, xuống biển. Thiệt hại là không thể đong đếm được bằng tiền. Thế nhưng, một số quan chức nhà nước Trung Quốc vẫn chăn ấm, đệm êm. Họ vẫn tiến hành các hoạt động xâm chiếm Biển Đông bằng việc điều tới 300 tàu thuyền các loại mang theo vũ khí sát thương, vũ khí hạng nặng, vòi rồng và cả tên lửa ra ngoài Biển Đông để tiến hành tập trận với quy mô khủng nhất từ trước tới nay. Cục Hải quân Hải quan của phía Trung Quốc cho rằng quân đội của Bắc Kinh sẽ tiến hành tập trận ở ngoài Biển Đông kéo dài một tháng, gây ra rất nhiều nỗi bức xúc cho các nước trong khu vực cũng như cộng đồng trên toàn thế giới. Đây chính là nguyên nhân vì sao mưa to, gió lớn vẫn tiếp tục đổ bộ vào phía Trung Quốc để hủy diệt Bắc Kinh.
Kính thưa quý vị, theo nguồn tin chính thống cho biết thì mối đe dọa mưa lũ đang tồi tệ hơn sau nhiều thập kỷ. Một phần do việc xây dựng tràn lan các đập và các đê đã chặn dòng nước chảy giữa các sông làm cho mực nước dâng cao. Các tuyến đê không chịu được áp lực cho nên nó sẽ bị vỡ. Theo một nguồn tin thân tín từ tình báo của Trung Quốc cho biết thì phía Trung Quốc cũng đã cho xây dựng tới 14 con đập lớn nhỏ từ đầu năm cho tới nay, gây ra nhiều hiểm họa khôn lường cho ba con sông Dương Tử, Mekong và Trường Giang, đặc biệt là sông Trường Giang. Trung Quốc tiếp tục cho xây dựng một siêu đập lớn hơn cả siêu đập Tam Hiệp, nhưng chưa được nhà nước Trung Quốc công bố cho thế giới. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, trong một bài phát biểu về dự báo thời tiết, Bắc Kinh đã báo động mưa lũ lớn nhất bất thường 31 ngày liên tiếp, và đây là ngày thứ 32 mà Trung Quốc phải hứng chịu những trận mưa to, gió lớn như vậy. Cơ quan khí tượng của Trung Quốc phát đi cảnh báo về dông bão, lũ lụt liên tiếp trong 31 ngày qua, mưa lớn bất thường làm dấy lên mối lo ngại về thiên tai, lũ bùn và lở đất. Nếu như chúng ta quan sát những hình ảnh và những đoạn video được truyền tay nhau từ những người dân Trung Quốc quay lại, chúng ta đều thấy rằng lũ lụt vì mưa lớn bất thường trong nhiều tuần vừa qua ở miền Nam Trung Quốc đã khiến ít nhất 106 người thiệt mạng và mất tích. Khoảng 15 triệu người đã chịu ảnh hưởng từ đợt thiên tai năm nay. Một số vùng ghi nhận tình trạng mưa lũ tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Hình ảnh ngôi làng tại tỉnh Quảng Tây bị chìm trong biển nước được Tân Hoa Xã đăng tải vào trung tuần tháng 6 vừa qua. Theo tờ People News cho hay, thì cuộc chiến đến giữa đại dịch COVID-19 thời gian qua đã khiến việc chuẩn bị đối phó với mưa lũ không được đầu tư đầy đủ. Bộ nguồn nước nhà nước Trung Quốc cảnh báo của ba nguy cơ lớn mà các địa phương đang phải đối diện gồm lũ lụt trên diện rộng, tai nạn liên tiếp xảy ra tại hồ chứa nước và thảm họa lũ quét ở miền núi. Theo hãng tin ABC News cho hay, thì kỹ sư thủy lực tại tỉnh Thâm Quyến phần lớn cho rằng hồ chứa nước cỡ nhỏ của phía Trung Quốc được xây dựng từ những thập niên 60-70, bây giờ không thể đáp ứng được tiêu chuẩn nào. Chính vì vậy mà khi thời tiết cực đoan xảy ra, các hồ chứa nước này sẽ không còn đáp ứng được mực nước của nó và nó sẽ bị vỡ là điều hiển nhiên. Cục khí tượng nhà nước Trung Quốc cảnh báo khu vực Tây Nam của phía Trung Quốc có khả năng đón nhận đợt mưa lũ lớn bắt đầu từ ngày 12 tháng 3, kéo dài khoảng 4 tháng. Lượng nước đổ về khu vực Trung và hạ lưu sông Trường Giang tiếp tục tăng cao. Trong những ngày vừa qua, kể từ đầu tháng 3, đã có 5 đợt mưa to, gió lớn. Tính đến ngày hôm nay, Trung Quốc đã đón nhận tới cơn bão số 12. Cục khí tượng Trung Quốc cảnh báo dông bão và mưa lũ liên tiếp trong 31 ngày qua đã làm ảnh hưởng nặng nề tới sinh hoạt của người dân cũng như hàng triệu gia đình phải di tản. Tổn thất từ đợt mưa lũ này lên tới 25 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng gần 4 tỷ đô la Mỹ, một con số vô cùng nặng nề. Người dân đang phải nhận những đợt cứu trợ tại điểm lánh nạn tạm thời ở rất nhiều tỉnh như Tứ Xuyên do nhà nước Trung Quốc công bố. Ban chỉ huy phòng chống mưa bão ở phía Trung Quốc đã ra quyết định kích hoạt ứng phó khẩn cấp số 4, tức là cảnh báo rất cao. Tân Hoa Xã đưa tin, tất cả các vùng miền của phía Trung Quốc đang ngập chìm trong biển nước lũ và nhiều khả năng sau đợt ngập lụt này, Trung Quốc sẽ đón nhận những thiên tai và dịch bệnh. Còn nhớ năm 2021, Trung Quốc đã đón nhận tới 41 cơn bão và trải qua 3 tháng mưa to gió lớn, khiến cho tình trạng điện, đường, trường, trạm bị phong tỏa và ở khắp mọi nơi. Và chắc chắn, trong một vài ngày tới, các chuyên gia thủy văn, thủy lợi và khí tượng nhà nước Trung Quốc cũng như trên thế giới đã nhận định rằng Bắc Kinh sẽ còn tiếp tục đón nhận cơn bão số 13, 14, 15, 16, 17, 18. Và đây chính là một điều tồi tệ đang xảy ra đối với Bắc Kinh và nếu như Trung Quốc không cẩn thận sẽ bị xóa sổ trên bản đồ của thế giới. Đây cũng là thông tin vô cùng không vui cho chính phủ Bắc Kinh nhưng lại là tin rất tuyệt vời cho Triều Tiên, cho các nước mà quân đội của phía Trung Quốc đang đi xâm chiếm, trong đó có Ấn Độ và liên quan tới tình hình mưa bão ở Trung Quốc. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.